Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Và trong chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn về chuyên ngành thiết kế nội thất. Và khi mà đi du học chuyên ngành này thì các bạn lựa chọn trường nào và cơ hội việc làm sau khi ra trường của ngành này thì ra sao? Không chỉ hấp dẫn ở tính chất công việc, khả năng tìm việc cao cùng thu nhập tiềm tàng, thì ngành thiết kế nội thất hiện nay đang là một trong những nghề rất hot và là niềm đam mê của rất nhiều bạn trẻ. Và chính vì vậy thì việc đi du học ngành này sẽ là cơ hội giúp cho các bạn mở mang được nhiều kiến thức. Ngành thiết kế nội thất không đơn thuần là lựa chọn loại gạch hay là màu sơn tường, ngành học này còn đòi hỏi bạn rất nhiều kỹ năng khác nữa. Ngành thiết kế nội thất đây là một ngành nghề gắn nhiều đến việc và mang lại tính thẩm mỹ cho môi trường sống, làm việc sao cho phù hợp với nhu cầu của công trình. Công việc này nhằm tạo nên sự hài hước về chức năng sử dụng và tính hiệu quả của không gian sống, và nhất là tính thẩm mỹ trong thiết kế. Du học ngành thiết kế nội thất thì bạn sẽ được trang bị các kiến thức cần thiết cho quá trình tư vấn thiết kế thi công nội thất, như vật liệu, lịch sử ngành nội thất, vẽ màu, thiết kế 3D, quản lý, phối cảnh, v.v. Ngành thiết kế nội thất thường đứng trong chuyên ngành trang trí ở ngoại thất thuộc khoa mỹ thuật công nghiệp ở các trường đại học trong nước. Còn ở nước ngoài thì ngành này thường được xếp trong các nhóm ngành nghệ thuật sáng tạo và thiết kế. Ở bậc cử nhân của ngành nội thất thì bạn có thể chọn theo học các khóa cử nhân mỹ thuật, cử nhân nghệ thuật và thiết kế, hay là cử nhân kiến trúc và thiết kế nội thất. Tùy theo cấu trúc của trường thì bậc thạc sĩ ngành nội thất thường đi sâu hơn vào chuyên ngành, nên là tên gọi của các chuyên ngành này cũng thường trọng tâm hơn. Và trên thế giới thì những nước như là Anh, Úc, Mỹ, Canada cũng đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc đào tạo những nhà thiết kế nội thất tên tuổi, những trường xếp hạng hàng đầu, trong đó là Lawrence Design Academy, The Interior Design School, University of California, Los Angeles, Harrington College of Design, Vancouver College of Art and Design, Interior Designer Institute, Kingston University, White House School of Fashion and Interior Design, University of Technology, Sydney, Dublin University of Design, Fashion University of Technology, State University of New York, University of Kentucky, v.v. Và về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường thì sinh viên thiết kế nội thất có thể đi theo hướng sư phạm, đi dạy tại các trường chuyên nghiệp, hoặc là tham gia vào các sở ban ngành thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, tài nguyên môi trường. Hoặc không thì nhiều bạn cũng đã lựa chọn đầu quân cho các công ty nước ngoài trong lĩnh vực để rút kinh nghiệm và chuẩn bị tài chính cho những kế hoạch cá nhân về sau, chẳng hạn như là việc lập công ty riêng hay là thậm chí có thể học lên cao và sâu hơn. Và tất nhiên thì vốn từ thiết kế nội thất không chỉ gói gọn trong gian nhà mà còn được mở rộng ra không gian làm việc, văn phòng, công ty, showroom hoặc là bệnh viện v.v. hoặc là các cửa hàng, nhà hàng, cà phê, shop quần áo. Vốn là mảnh đất vô cùng màu mỡ do thiết kế nội thất tại Việt Nam mấy năm gần đây. Và để được hỗ trợ tư vấn hồ sơ du học các nước thì các bạn có thể liên hệ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể gọi đến số 0838 3820 để được tư vấn miễn phí, hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn hay tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.